Cả nhà đổi đời giàu to, nếu ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch thắp hương vào 3 giờ hoàng đạo này, giàu hơn trúng số tiền tỷ cầm tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua những ngày cuối cùng của cái tháng 7 âm lịch tháng Cô Hồn và bắt đầu bước sang cái tháng 8 âm lịch với một cái mong cầu là những cái may mắn, những cái vận xui sẽ đi qua. Những cái may mắn bất ngờ nó cứ kéo đến. Và một trong những cái việc để cầu may đó là các bạn thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên những cái điều tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, cái việc thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, Dỗ, Chạp của người Việt Nam. Nén hương được thắp lên thì mọi người cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đây được xem là một trong những cái hình thức đốt vía được sử dụng rộng rãi trong đời sống văn hóa của người Việt. Cái nghi thức dâng hương là một cái tập quán mà hầu như người dân châu Á, bất kỳ cái lứa tuổi nào và sống ở đâu cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan, nhưng trong tâm thức của con người, thì nén hương khi được đốt lên cũng chính là một cái nhịp cầu nối vô hình, kết nối giữa hai thế giới âm và dương, giữa hai thế giới vô hình và thế giới hữu hình lại với nhau. Theo đó, nhiều gia chủ thắc mắc, thắp hương ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch vào không giờ nào thì có thể thu hút được cái sự may mắn giàu sang, kết nối tốt nhất với cái tâm linh. Theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy hàng đầu phương Đông khuyên rằng, nếu mà gia chủ thắp hương cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch đúng vào cái khung giờ này thì sẽ giúp cho thu hút được cái vận may, tài lộc, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến chật két. Tất cả sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch nên thắp hương vào lúc mấy giờ và thắp hương vào giờ nào để có được cái may mắn giàu sang? Thưa quý vị, cũng tương tự như ngày mùng 1 đầu tháng khác ấy, thì chúng ta có thể tùy thuộc vào cái phong tục tập quán của từng gia đình mà gia chủ sẽ lựa chọn những cái thời điểm thờ cúng phù hợp. Thông thường ông bà ta thường thắp hương vào buổi sáng sớm, đó là cái lúc bình minh hé sáng. Đấy. Và cũng là lúc mà các vị thần có thể soi tỏa được cái lòng thành kính của gia chủ. Thắp hương ngày mùng 1 hay là ngày rằm hàng tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây, vào đúng cái khung giờ này thì cũng sẽ giúp gia đình có được nhiều cái phước lành, may mắn. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể thắp hương vào buổi chiều tối. Cái mùi hương trầm nó sẽ lan tỏa trong không gian buổi tối, sẽ tạo ra cái cảm giác ấm cúng, sung túc. Tuy nhiên, quý vị không nên thắp hương sau 7 giờ tối, vì người xưa cho rằng, sau cái khoảng thời gian này, các vong linh lang thang ngoài đường sẽ tìm nơi trú ngụ. Nếu mà thắp hương muộn, sẽ được coi là cái tín hiệu mời gọi vong linh tìm tới. Điều này sẽ khiến cho chúng có thể xâm nhập vào gia đình quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến gia đình, đến sức khỏe của các thành viên. Và dân gian cho rằng các vị thần thường dùng bữa sớm, chính vì vậy mà các bạn nếu mà xác định là cúng ngày mùng 1 trong buổi sáng hay buổi chiều ấy, thì quý vị nên cúng sớm quý vị nhé. Thưa quý vị, và chúng ta biết ấy, cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch nó sẽ rơi vào cái ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch. Nó là ngày canh ngọ, đấy. Ngày canh ngọ thì có nạp âm là độ bằng thổ. Vậy nên trước tiên để xem xét về cái giờ tốt thắp hương thì chúng ta cũng cần phải xét về cái cắt hung trong ngày để tìm ra những khung giờ phù hợp nhất. Thưa quý vị, chúng ta biết là cái ngày canh ngọ nó thuộc hành thổ đúng không ạ? Ngày thổ thì khắc hành thủy, đặc biệt cái tuổi bính ngọ và cái tuổi nhâm tuất thuộc hành thủy nhưng không sợ bị thổ khắc. Ngày ngọ thì lục hợp với mùi, tăng hợp với dần và tuất tạo thành hỏa cục. Ngọ thì xung tí hình ngọ, hình dậu, hại xíu, phá mão và tuyệt hợi. Trong ngày hôm nay là ngày có trực là trực khai, có các sao thất là một cái sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Và cái tiết khí của cái ngày canh ngọ này, ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch ấy, nó vẫn là tiết thu phân nhé. Thưa quý vị, sau khi xem xét về cái cát hung trong ngày, bây giờ chúng ta cùng xét về những cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây. Cái giờ tốt đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn là giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ sáng. Thưa quý vị, giờ Mão thì có các sao như là có Ngọc Đường. Đấy.
Ngọc Đường thuộc cái cung Thiếu Vi Tinh, Thiên Khai là cái giờ tốt cho cái việc làm ăn và phát triển cái sự nghiệp. Bên cạnh đó, nó còn có Quý Đăng Thiên Môn, có Tứ Đại Cát Thời, có La Thiên Đại Tiến, có Đường Phù. Khi mà thắp hương vào cái giờ Mão này, nó sẽ mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe cho gia chủ. Nếu mà thực hiện những cái việc quan trọng trong cái giờ này, sẽ giúp cho gia chủ phát tài phát lộc, ăn nên làm ra. Đồng thời nó cũng đem lại cái sự bình an và tăng cái năng lượng tích cực cho người thực hiện. Tiếp theo, cái khung giờ tốt thứ hai mà quý vị cũng nên lưu ý, đó là cái giờ Ngọ từ... Giờ Ngọ nó là giờ Nhâm Ngọ đấy, từ 11 đến 13 giờ. Nếu mà thắp hương vào cái giờ Ngọ này thì nó có cũng rất nhiều các tinh. Nó có Tư Mệnh Hoàng Đạo, có Nhật Tiên, có Phượng Liễn Tinh, có Thiên Quan Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Âm. Nếu mà các bạn thắp hương vào trong cái giờ Ngọ này thì mọi dự định, mọi công việc của gia chủ sẽ được suôn sẻ hơn. Bởi lẽ trong cái giờ này có quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ, nên là công việc của quý vị dù gặp khó khăn trắc trở cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tài lộc thì như ý, mưu sự thì dễ thành. Tiếp theo, cái khung giờ tốt thứ 3 mà quý vị có thể thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, đó chính là giờ Thân. Giờ Thân là từ 15 đến 17 giờ. Thưa quý vị, trong cái giờ Thân nó có Thanh Long Hoàng Đạo, có Thiên Quý, có Thái Ất Tinh, lại có cái Thái Dương, có Ngũ Phủ, có Nhật Lộc, có Dịch Mã. Đây cũng tiếp tục là một cái khung giờ đẹp để quý vị có thể thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2024. Một cái giờ tốt mà quý vị không nên bỏ qua. Cái khung giờ này sẽ giúp cho gia chủ gặt hái được cái thành công, tiền tài thì rủng rỉnh bằng con đường làm ăn kinh doanh buôn bán. Đây là cũng là một cái giờ có lộc lá, đâm ra là nếu mà thắp hương vào giờ này cũng sẽ thu hút được cái vận may về tài lộc cho quý vị. Vậy nên đây là cái ba cái giờ đại cát để mà thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây. Quý vị hãy lựa chọn ra cho mình một cái khung giờ đẹp để quý vị tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, hanh thông quý vị nhé. Và để chọn lựa ra những cái khung giờ đẹp để thắp hương, quý vị hãy sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn ra cho mình những cái ngày giờ đẹp nhất. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư mang lại cái may mắn, tài lộc và chọn ra cho mình được những cái ngày giờ hoàng đạo để quý vị tiến hành mọi chuyện nó được hanh thông quý vị nhé. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo là chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà cúng ngày mùng 1 đấy, thì nói chung ấy, khi mà thắp hương vào cái ngày mùng 1 đầu tháng thì gia chủ cũng nên chú ý những cái điều sau. Trước khi thắp hương cũng cần phải lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Gia chủ có thể lau bụi nhưng mà cũng không nên dịch chuyển bát hương trong thời gian này nhé. Quý vị cũng cần phải ăn mặc chỉnh tề khi mà lau dọn bàn thờ. Thưa quý vị, khi lau dọn bàn thờ thì quý vị cũng nên sử dụng một cái khăn sạch. Đấy, khăn sạch, khăn chuyên dụng để lau bàn thờ. Không được dùng cái loại khăn mà lau bát đĩa hay là dưới khăn lau bàn, đặc biệt là cái rẻ rách vứt đi mà lau bàn thờ thì lại càng là cái điều bất kính. Bên cạnh đó, quý vị hãy sử dụng cái chai nước lau bàn thờ Nhất Tâm Hương để mà lau dọn bàn thờ cho được thơm tho sạch sẽ, giúp tăng cường cái vượng khí, chiêu mời quý nhân và lưu giữ được các vị thần Phật gia tiên ở lâu hơn để mà phù hộ độ trì cho gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ, thơm tho, giúp quý vị cầu gì được nấy. Mỗi một cái chai nước Nhất Tâm Hương thì đều được tặng một cái khăn sạch chuyên để lau bàn thờ. Vậy nên là quý vị có thể yên tâm khi mà sử dụng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó khi mà thắp hương ấy, thì quý vị cũng không nên mặc quần áo rách dưới hay là hở hang khi thắp hương. Quý vị cũng chọn những loại hương một cách cẩn thận, nên chọn loại hương có mùi nhẹ nhàng hoặc là những loại hương đảm bảo an toàn chất lượng. Thắp hương thì nên đi kèm với lễ vật. Quý vị cũng chuẩn bị những lễ vật lớn hay nhỏ thì tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của từng nhà. Không nên quá cầu kỳ, gây lãng phí, hao tốn tiền bạc. Khi thắp hương thì những người xung quanh cũng không được nói tục chỉ bậy, kẻo lại gì thêm cái phần hung họa quý vị nhé. Thưa quý vị, khi mà quý vị chọn được cái khung giờ vàng để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch tới đây ấy, thì tiền bạc nó cũng sẽ ùn ùn kéo về chật két. Và muốn kích thêm tài lộc, tăng thêm cái vượng khí trong kinh doanh cửa hàng gia chủ ấy, thì quý vị cũng gì có thể là chọn những khung giờ vàng này để thắp hương quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt
để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sắp tới đây. Hy vọng những cái thông tin Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị chọn ra cho mình được những khung giờ lành để quý vị tiến hành mọi việc nó được thuận lợi, may mắn và bình an. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.